Văn Mai Hương bị fan Lady Gaga tại Việt Nam tố cover OST A Star Is Born kiếm tiền không xin phép. Vừa mới đây, một fanpage lớn của Lady Gaga tại Việt Nam chính thức lên tiếng kêu gọi các thành viên khác trong fan club cùng nhau chung tay kiến nghị lên Universal Group, đơn vị sở hữu bản quyền các khúc Always Remember Us This Way, về việc liệu Văn Mai Hương đã xin phép chính chủ trước khi sử dụng ca khúc này cho mục đích thương mại hay chưa. Cụ thể, cộng đồng fan Lady Gaga tại Việt Nam đã thảo một bức thư kiến nghị mẫu để tất cả khán giả có thể sao chép và gửi về UMG, đơn vị hiện đang sở hữu bản quyền các ca khúc của Lady Gaga trong thời điểm hiện tại. Bức thư nhấn mạnh việc fan Lady Gaga tại Việt Nam không rõ việc Văn Mai Hương đã mua bản quyền của ca khúc hay chưa, nhưng họ vẫn gửi kiến nghị để UMG có hướng giải quyết phù hợp. Lá thư chỉ ra rằng Văn Mai Hương đã nhiều lần sử dụng ca khúc để biểu diễn cho các sân khấu và sự kiện có bán vé, thậm chí phát hành một video cover phong cách acoustic và đặt nghi vấn Văn Mai Hương chưa xin phép bản quyền khi cover Always Remember Us This Way. Admin trang còn hướng dẫn cách làm cụ thể, các bước cho người đọc dễ hình dung. Ngoài ra, họ nhấn mạnh yêu cầu phía nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi kèm những bằng chứng xác thực nếu có để vụ việc không bị đẩy đi quá xa. Có thể nói, vấn đề bản quyền luôn là vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi rất lớn mỗi khi nhắc đến. Thậm chí các Little Monster, tên fandom Lady Gaga còn bức xúc khi thấy giọng ca nếu như anh đến bán hẳn nhạc trên iTunes và đem ca khúc đi biểu diễn khắp 7.749 show, nhưng không hề có lấy nổi một credit dưới bất kỳ video nào. Họ cho rằng khi đã là một ca sĩ nghệ sĩ chân chính, cô phải nắm rõ luật bản quyền để biết cách làm nghề sao cho đúng mà không vấp phải điều tiếng dư luận như ngày hôm nay. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cover hát lại thì sẽ không có gì đáng nói. Nguyên văn bức thư kiến nghị của fan Lady Gaga tại Việt Nam. Tôi kính gửi chủ sở hữu bản quyền của sản phẩm sáng tạo được đề cập trong thư. Tôi viết thư này để báo cáo về một trường hợp nhiều khả năng vi phạm bản quyền của một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam tên Văn Mai Hương với bài hát Always Remember Us This Way của Lady Gaga. Tôi hiểu ở vị trí của mình không thể nào có đầy đủ thông tin liệu ekip của Văn Mai Hương đã thực hiện mua bản quyền sử dụng ca khúc này hay chưa. Nhưng là một người yêu nhạc và trân trọng công sức sáng tạo, lá thư này chỉ để chủ sở hữu ca khúc có hướng xử lý phù hợp. Văn Mai Hương đã nhiều lần sử dụng ca khúc để biểu diễn cho các sân khấu và sự kiện có bán vé, thậm chí phát hành một video cover phong cách acoustic, vui lòng xem link. Xin lưu ý, tôi chỉ có thể liệt kê những sự kiện có kèm video được phát hành đăng tải trên YouTube. Các sự kiện khác có thể đã diễn ra nhưng không được ghi hình lại. Cảm ơn thời gian của bạn đã quan tâm. Tôi mong nhận được phản hồi của bạn trong vấn đề này trân trọng. Quãng thời gian gần đây, fan Lady Gaga cũng đã có không ít ý kiến tiêu cực xoay quanh việc Văn Mai Hương thường xuyên cover Always Remember Us This Way. Cụ thể, sau khi bản mashup Always Remember Us This Way ngày chưa giông bão của Văn Mai Hương và Hòa Minzy tại show Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân trở nên viral bùng nổ trên khắp mạng xã hội, vươn lên top 2 trending YouTube. Văn Mai Hương sau đó đã thường xuyên trình diễn lại bản cover này trên khắp các sự kiện lẫn các phòng trà và địa điểm tổ chức âm nhạc. Nhiều fan Lady Gaga cho rằng Văn Mai Hương đang lạm dụng sức hút từ ca khúc Always Remember Us This Way, thậm chí cho rằng nữ ca sĩ V-pop không tôn trọng bản gốc khi có một lần không để credit tên của Lady Gaga lên đoạn clip cover. Một số bộ phận fan Lady Gaga cũng khó chịu khi cho rằng Văn Mai Hương xem Always Remember Us This Way là ca khúc của riêng cô, không nhắc đến bản gốc do Lady Gaga trình bày đến từ bộ phim A Star Is Born. Không lâu sau khi xuất hiện bài đăng, phía Văn Mai Hương đã có động thái phản hồi. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết mình đã xin phép cũng như trả tác quyền đầy đủ cho ca khúc. Việc không credit tên ca sĩ gốc là do sai sót trong khâu edit video.